Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin đoàn tàu bọc thép của Kim Jong-un và bí mật nơi ẩn náu. Một đoàn tàu bọc thép đặc biệt có thể là tàu của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un trong tuần này được nhìn thấy ở một thị trấn nghỉ dưỡng. Theo các hình ảnh thu được từ vệ tinh của một dự án từ Washington chuyên theo dõi tình hình Bắc Hàn phân tích. Dự án 38 North trong một báo cáo ra vào hôm thứ Bảy nói rằng đoàn tàu đang đỗ tại ga lãnh tụ ở Wonsan vào ngày 21 tháng 4 và ngày 23 tháng 4 và nói đây là ga được dành riêng cho gia đình họ Kim. 38 North nói rằng có thể đây là đoàn tàu của ông Kim Jong-un. Tuy nhiên, tin đó có đúng hay không, hay ông Kim liệu có đang có mặt ở Wonsan hay không thì vẫn chưa thể kiểm chứng độc lập. Đây là hình ảnh đoàn tàu thu được từ vệ tinh với chiều dài của đoàn tàu tới 250m, 50m đỗ tại ga lãnh tụ ở Wonsan vào ngày 21 tháng 4 và ngày 23 tháng 4. Đây là ga dành riêng cho gia đình họ Kim. Và sự hiện diện của đoàn tàu không chứng minh được là nhà lãnh đạo Bắc Hàn đang ở đâu hay cho thấy bất kỳ chỉ dấu nào về sức khỏe của ông, nhưng nó làm nặng ký thêm cho các tường thuật nói ông Kim hiện đang ở trong một khu vực cao cấp nằm trên bờ biển phía đông đất nước. Bản báo cáo của 38 North nói như vậy. Các đồn đoán về sức khỏe của ông Kim lần đầu tiên rộ lên khi ông vắng mặt khỏi lễ kỷ niệm sinh nhật người cha lập quốc của Bắc Hàn, cũng là ông nội của ông Kim Jong-un, là ông Kim Nhật Thành vào hôm 15 tháng 4 năm 2020. Trung Quốc đã cử một đội ngũ đến Triều Tiên bao gồm các chuyên gia y tế để làm cố vấn về cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un, theo ba nguồn tin thạo tin của Reuters chia sẻ. Phái đoàn do một thành viên cấp cao của Ban Liên lạc Quốc tế thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khởi hành đến Bắc Triều Tiên từ Bắc Kinh hôm 23 tháng 4. Theo hai nguồn tin đưa tin như vậy. Và Ban Liên lạc Quốc tế là cơ quan chính của Trung Quốc phụ trách các vấn đề liên quan và quan hệ với Bình Nhưỡng. Sự vắng mặt của Kim Jong-un rất đáng chú ý. Ông Kim được trông thấy lần cuối cùng cách đó 4 ngày trong một hội nghị của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, chẳng mấy ai biết được sự thật, còn bên ngoài thì lo tìm kiếm những thông tin được hé lộ. Và cũng có rất nhiều giả thiết được đưa ra dựa theo một hay nhiều nguồn tin. Một số không đề cập đến vụ phẫu thuật, số khác cho biết các bác sĩ Pháp đã được mời sang để phẫu thuật tim. Cả giả thiết Kim Jong-un bị nhiễm virus cúm Vũ Hán cũng đã được đưa ra. Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã thông báo như sau. Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào để xác nhận tin đồn về sức khỏe của Chủ tịch Kim Jong-un như một số báo chí đã loan tải. Và trong quá khứ, Kim Jong-un đã từng biến mất trong suốt 40 ngày, rồi sau đó lại tái xuất hiện với một cây gậy. Ông ta nói đã được phẫu thuật chân. Và Bộ Quốc phòng của Hàn Quốc cũng nhận thấy sự gia tăng bất thường của Triều Tiên trong kiểm tra sự sẵn sàng của pháo binh và máy bay chiến đấu. Đây là hình ảnh đoàn tàu bọc thép của Chủ tịch Kim Jong-un tiến vào Đồng Đăng, Lạng Sơn, Việt Nam vào hôm 24 tháng 2 năm 2019 trong dịp hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, ông Do cho biết Triều Tiên có sự gia tăng bất thường trong việc kiểm tra sẵn sàng của pháo binh và việc thực hiện các hoạt động bay của không quân, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Yonhap đã đưa tin như vậy. Và nhận xét của Bộ trưởng John đã được đưa ra trong thông điệp chúc mừng lễ nhận nhiệm vụ của lực lượng quân y. Ông lưu ý rằng Triều Tiên tiếp tục tập trung vào phát triển vũ khí trong khi không phản hồi để nối lại các cuộc đàm phán. Và Bắc Triều Tiên đang làm gia tăng căng thẳng quân sự thông qua các hoạt động bất thường trong việc kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, chủ yếu là lực lượng pháo binh và không quân. Bộ trưởng Jong đã nói như vậy. Cùng ngày hôm đó, các máy bay chiến đấu MiG và Sukhoi của Triều Tiên cũng đã tiến hành tập trận và bắn nhiều tên lửa không đối đất xuống biển ở phía đông. Một sĩ quan tham mưu trưởng liên quan cho biết đã biết có sự gia tăng của các hoạt động giám sát của Bắc Triều Tiên trên vùng trời gần ranh giới với Trung Quốc trên biển Hoàng Hải. Trong đó có một số khu vực không được tuyên bố rõ ràng bởi Bình Nhưỡng hay Bắc Kinh. Và việc Triều Tiên gia tăng bất thường các hoạt động quân sự diễn ra trong bối cảnh có nhiều nghi vấn về sức khỏe của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn không đề cập đến tình hình của nhà lãnh đạo họ Kim này. Thay vào đó, truyền thông Triều Tiên tập trung ca ngợi lễ kỷ niệm 88 năm thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên vào ngày 25 tháng 4 năm 2020.
và báo Rodong Jun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đăng bài xã luận nhấn mạnh lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về việc củng cố sức mạnh quân sự và tăng cường ủng hộ hơn nữa của quân đội đối với sự lãnh đạo của ông. Và bản thân việc tường thuật tin tức từ Bắc Hàn ra ngoài là vô cùng khó khăn do nước này kiểm soát cực kỳ chặt chẽ thông tin. Đây là hình ảnh Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, là thế hệ thứ ba lên nắm quyền sau khi cha ông là Kim Chính Nhật qua đời vào hồi cuối năm 2011. Ông Kim Jong-un chưa có người kế vị rõ ràng cho quốc gia và thứ vũ khí hạt nhân của ông ta. Và điều này có thể tạo ra những rủi ro quốc tế rất lớn. Tờ báo Daily NK, một trang web đặt tại Seoul, chuyên tường thuật về Bắc Hàn, dẫn lời một nguồn giấu tên từ Bắc Hàn vào hôm thứ Hai, nói rằng ông Kim đã được điều trị y tế tại khu nghỉ dưỡng Haishan ở phía Bắc, thủ đô Bình Nhưỡng. Tờ Daily NK tường thuật rằng ông Kim cần được điều trị khẩn cấp liên quan đến việc ông nghiện thuốc lá nặng, béo phì và làm việc mệt nhọc. Lần cuối cùng ông Kim xuất hiện công khai là khi ông chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Đảng Lao động Triều Tiên vào hôm 11 tháng 4 và thị sát cuộc diễn tập của các chiến đấu cơ thuộc một đơn vị phòng không. Và cũng không rõ việc thị sát diễn ra khi nào, nhưng tin tức được tường thuật trên truyền thông nhà nước của Bắc Triều Tiên là hôm 12 tháng 4. Hãng truyền thông CNN dẫn lời một viên chức Hoa Kỳ ẩn danh nói Washington đang theo dõi tin tình báo, theo đó nói ông Kim đang trong tình trạng nguy hiểm về sức khỏe sau khi trải qua cuộc phẫu thuật. Không mấy thông tin về đời tư của ông Kim được biết đến, cho tới khi có một đoạn video trên truyền hình cho thấy có một phụ nữ không rõ là ai tham dự các sự kiện bên cạnh ông. Vào tháng 7 năm 2012, truyền hình nhà nước công bố tin ông Kim kết hôn với đồng chí Ri Soo-yu. Bên cạnh đó, tin tình báo của Nam Hàn nói hai người đã có ba người con. Và trong tình hình ông Kim Jong-un có vẻ sắp như gặp vấn đề về sức khỏe, sự chú ý về giới quan sát nay đổ dồn vào hai nhân vật là Kim Pong-i và Kim Yu-yong. Sinh năm 1954 là con của Kim Jong-i, vợ thứ hai của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Ông là em trai cùng cha khác mẹ với Kim Jong-il, sinh năm 1941, bố của Kim Jong-un. Theo những quan chức cấp cao đào tẩu khỏi Bắc Triều Tiên, Kim Pong-i có ngoại hình rất giống với Kim Nhật Thành và Kim Jong-il từng cảm thấy cha dành cho nhiều quan tâm cho người em trai nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. Kim Pong-i học tiếng Anh ở quốc gia Nam Âu Manta vào cuối những năm 1960, sau đó theo học tại Viện Quân sự Triều Tiên và có bằng lái máy bay dân sự hạng nhẹ ở Đông Đức. Đây là hình ảnh ông Kim Pong-i, sinh năm 1954, chú của Chủ tịch Kim Jong-un. Một cựu quan chức Đông Đức đã mô tả ông là người thông minh, có học thức. Ông cũng được cho là từng học tại Moscow. Vương Dương Y nói tiếng Nga trôi chảy, cựu quan chức Đông Đức cho biết. Ông trở thành thành viên cấp cao của lực lượng cận vệ của cha mình, giống như Kim Jong-un. Ông nhanh chóng được thăng cấp bậc lên đại tá và được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm ban chiến lược của lực lượng cận vệ. Và bản thân của Kim Jong-un là những người có vai vế như Chang Ha, con của Bộ trưởng An ninh Nhà nước Kim Bong-hak và Kim Hee, con của người đứng đầu lực lượng cận vệ. Họ thường tổ chức tiệc tại nhà của Kim Bong. Kim Bong hay tặng đồng hồ khắc tên Kim Nhật Thành cho các vị khách. Thông tin được cho biết ông ấy khá khoa trương và rất hào phóng. Nhiều người tâng bốc ông ấy bằng cách tung hô Kim Pong-i muôn năm. Kang Mong-do, người đào tẩu nhận là con rể của cố Thủ tướng Triều Tiên Kang Sang đã kể. Đó là điều cấm kỵ. Không nên dùng câu đó để nói với bất kỳ ai ở Triều Tiên trừ Kim Nhật Thành. Khi biết tin, ông Kim Nhật Thành rất tức giận. Kim Jong-i bị thất sủng trong khi vị thế của Kim Jong-i được củng cố. Kim Jong-i sau đó được cử ra nước ngoài công tác trong lĩnh vực ngoại giao. Và từ năm 1979, ông giữ nhiều chức vị ngoại giao, trong đó có làm đại sứ ở các nước như Hungary, Bulgaria, Phần Lan, Ba Lan, Cộng hòa Séc. Hai con của ông học tại Đại học Ba Lan. Vào giai đoạn cuối đời, ông Kim Nhật Thành được cho là bất đồng ý kiến với con trai Kim Jong-il về nhiều chính sách. Theo nhà phân tích Nhật Bản Katsumi Sato, khi vợ của một cố thủ tướng Nhật Bản đến thăm Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, ông nói Kim Pong-i đã giúp ông duy trì sức khỏe tốt. Trong khi đó, Kim Pong-i sống lặng lẽ ở châu Âu, gần như không giao tiếp với công chúng, không bao giờ lên tiếng chống lại Kim Jong-il hay chỉ trích Triều Tiên. Điều này khiến ông khác biệt với Kim Jong Nam.
anh trai cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un, người thường trả lời truyền thông Nhật trước khi được cho là bị ám sát tại Malaysia vào năm 2017. Bản thân Kim Pong-i cũng ít tiếp xúc với các cộng đồng ngoại giao, thường chỉ dự các sự kiện của sứ quán các nước như Algeria, Nga và Syria. Năm 1994, Kim Pong-i và mẹ tham dự lễ tang của Kim Nhật Thành, nhưng hình ảnh của họ không xuất hiện trên truyền hình Triều Tiên, theo Yonhap cho biết. Đây là hình ảnh Kim Yo-hong, em gái của Chủ tịch Kim Jong-un. Tháng 12 năm 2011, khi Kim Jong-i qua đời, các quan chức Hàn Quốc cho biết Kim Pong-i vẫn ở Ba Lan và không dự đám tang. Tháng 11 năm 2019, Kim Jong-i trở về Triều Tiên từ giã sự nghiệp ngoại giao ở nước ngoài, đánh dấu lần đầu tiên ông trở lại làm cư dân Triều Tiên sau 40 năm. Tài liệu Wilson Center cũng đã ghi nhận bình luận của giới quan chức Ba Lan rằng sau chuyến thăm của Đại tướng Jozech sang Bình Nhưỡng, trước khi Ba Lan chuyển đổi thể chế, hai nước đồng ý hợp tác về an ninh, tình báo. Những liên hệ này xem ra khó có thể tiến triển sau khi Ba Lan vào khối NATO, nhưng là chỉ dấu Bình Nhưỡng từng rất mong muốn quan hệ nhiều hơn với Warsaw để không chỉ phải dựa vào hoàn toàn vào Moscow hoặc Bắc Kinh. Vai trò gì cho cô em gái Kim Jong-un? Sinh năm 1987, từng cùng anh trai Kim Jong-un học ở Thụy Sĩ. Người phụ nữ này xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc bầu cử vào Quốc hội Bắc Hàn vào năm 2014. Sau đó, bà trở thành cánh tay phải của Kim Jong-un trong các hoạt động sứ vụ ngoại giao quan trọng với Nam Hàn và có mặt tại Hà Nội vào tháng 2 năm 2019 cùng anh dự thượng đỉnh Mỹ Triều. Tại đây, Kim Jong-un bắt tay Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và sau đó đi cách anh trai không xa khi hai ông Donald Trump và Kim Jong-un đi vào phòng đàm phán riêng. Kim Jong-un đã ra tuyên bố chính trị đầu tiên vào hồi tháng 3, chỉ trích Hàn Quốc là con chó sủa trong sợ hãi, sau khi nước này bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ Triều Tiên thử tên lửa, nói rằng Seoul không có tư cách chỉ trích Bình Nhưỡng khi họ đã tiến hành các cuộc tập trận riêng và chung với Washington. Cũng trong tháng 3, cô hoan nghênh Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông gửi thư cho Kim Jong-un để bày tỏ mong muốn duy trì quan hệ song phương, cũng như đề nghị hỗ trợ Triều Tiên ứng phó với cúm Vũ Hán. Các tuyên bố chính trị của Kim Jong-un cho thấy vai trò trung tâm của cô trong chính quyền. Jong-un cho phép em gái soạn thảo và công bố những phát ngôn công kích mang sắc thái cá nhân. Ông ấy rõ ràng đang để em gái trở thành nhân cách thứ hai của mình. Jung Bok, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Triều Tiên thuộc Đại học Chere ở Seoul, đã nêu quan điểm như vậy. Lee Eric Lee, phó giáo sư ngành quan hệ quốc tế Đại học Eha Seoul, được báo Anh trích lời nói như sau. Chế độ Bắc Hàn là công việc của một gia tộc, nên Kim Jong-un đã phải chứng tỏ khả năng hiện đại hóa thương hiệu của chế độ và có vẻ như nắm ngành tuyên giáo. Vai trò quan trọng nhất của bà ta là người được anh trai tin tưởng. Đây là hình ảnh hoa đặt trước tượng Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật. Ông nội và cha của Kim Jong-un, gia đình ông Kim được cho là có tiền sử về bệnh tim mạch. Cũng một nhà quan sát khác, ông Lerit Broth được trang báo The Guardian ở Anh trích luận như sau. Nói rằng thì được anh trai tin tưởng bà Kim Jong-un giúp cho Kim Jong-un xây dựng hình ảnh tích cực khi giải quyết các vấn đề quốc tế. Nhưng việc bà Kim Jong-un có thể lên thay khi ông Kim Jong-un mệnh hệ nào đó hay không là một câu hỏi rất khó trả lời. Và các ý kiến từ Hàn Quốc tin rằng Bắc Hàn là một xã hội trọng nam. Bà Kim Jong-un cùng lắm cũng chỉ có thể làm lãnh đạo tạm quyền chứ không thể nên nắm chức vụ cao nhất tại một nước, trong khi Kim Jong-un không đủ sức khỏe hoặc qua đời. Suk Ho-shin đã viết trong tài liệu liệu Kim Jong-un có trở thành người kế vị Kim Jong-un hay không? Trên báo Đông Hô ở Seoul vào ngày 17 tháng 4, cho rằng em gái của Kim Jong-un đã đảm nhận các tư cách như là một đặc sứ nhiều năm từ năm 2018 và đây là chỉ đạo chống dịch cúm Vũ Hán cũng rất quan trọng cô đang làm. Bà không chỉ là em gái của Kim Jong-un và có thể xây được phe cánh quyền lực trong hệ thống này. Nhưng để một phụ nữ trẻ lên nắm quyền trong cơ chế quyền lực khổng giáo, trọng nam khinh nữ xem ra không đơn giản. Và mọi việc cũng phải được giới cầm quyền, nhiều tướng lĩnh ở Bắc Hàn đồng ý. Một người nữa thuộc dòng máu của núi Bạch Đầu của Kim Jong, tức là Kim Nhật Thành, là Kim Jong Chu, anh trai của Kim Jong-un. Người này vốn thích âm nhạc và ít quan tâm đến chính trị. Gần đây, Kim Jong Chu có vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng và từng bị cha chê là giống như con gái. Khả năng một số người như vậy lên thống lĩnh quân đội Bắc Triều Tiên
có thể khó được các nguyên soái tướng tá nước này chấp nhận. Và nếu tình hình sức khỏe của ông Kim Jong-un xấu đi và việc chọn ra người kế vị trong dòng họ Kim không đạt, thì nguy cơ tranh giành quyền lực lại nổ ra, theo giới quan sát bình luận. Và cũng những thông tin trước đây đã từng đưa ra, các vụ thanh trừng kinh khủng đã xảy ra trước khi Kim Jong-un lên nắm quyền năm 2012, sau khi cha ông Kim Chính Nhật qua đời vào năm 2011. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Ba, ngày 28 tháng 4 năm 2020, với bản tin Đoàn tàu bọc thép của Kim Jong-un và bí mật nơi ẩn náu. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de